Theo Daily Star, trong video, hình ảnh từ Google Earth cho thấy một máy bay không số hiệu hay bất cứ dấu hiệu nhận dạng nào. Ngay trước máy bay này là một điểm đen, có thể là bóng, dấu hiệu cho thấy máy bay áp sát mặt nước biển. Chiếc máy bay được cho là xuất hiện ở khu vực ngoài khơi bờ Tây Mỹ và đảo Santa Catalina. Máy bay ở tầm thấp có thể là do đang tìm kiếm thứ gì đó trên biển. Những người ủng hộ thuyết âm mưu tin rằng đó là máy bay tối mật của Mỹ làm nhiệm vụ tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh. Khu vực mà máy bay này tìm kiếm là nơi được mệnh danh căn cứ của người ngoài hành tinh. Đoạn video đăng tải trên kênh UFO Mania của YouTube đã nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt xem. Máy bay bí ẩn được cho là tìm kiếm căn cứ của người ngoài hành tinh, giọng nói trong video chỉ rõ vị trí trên bản đồ là nơi thường ghi nhận hiện tượng bất thường, ví dụ như hoạt động của UFO. Khu vực này được đồn đoán là có căn cứ bí mật dưới đáy biển, người dẫn video nói. Nhiều người xem tỏ ra kinh ngạc với phát hiện này và đồn đoán về những gì họ nhìn thấy. Một người xem bình luận, đó có thể là máy bay của CIA hoặc của chính phủ Mỹ. Nhiều cơ quan mật của chính phủ hoạt động mà người dân không hề hay biết. Một số người khác thì không tin vào câu chuyện này. Đó có thể là máy bay tuần tra mặt biển, với trang thiết bị đặc biệt để tìm kiếm vết dầu loang. Hình ảnh trên Google Earth cho thấy dấu hiệu rò rỉ của dầu tại một giàn khoan gần đó, một người xem video nói. Xem video khác cùng chuyên mục,